chào các bạn. Ok, hôm nay chúng ta bắt đầu sang clip thứ 17. Và trong clip số 8 về ngữ pháp của N3 thì bọn mình có dạy cho các bạn về một cái thể, đó là thể sai khiến trong tiếng Nhật. Và sau cái clip đó thì ở bên dưới bọn mình nhận rất nhiều comment rằng: thầy ơi, cô ơi, làm thế nào để phân biệt thêm hai thể nữa trong tiếng Nhật, là thể bị động và thể sai khiến, bị động sai khiến. Bởi vì đây là ba cái thể mà dùng rất nhiều trong văn nói và cũng rất là dễ nhầm, đúng không thầy? Thế nên là hôm nay, trong bài ngày hôm nay thì mình và thầy Dũng sẽ chia sẻ với các bạn và cùng nhau thực hành thêm về hai mẫu còn lại, đó là thể bị động và thể bị động sai khiến. Rất là đơn giản thôi. Muốn nhớ được cái mẫu pháp này lâu á, thì chúng ta phải luyện tập thật là nhiều. Còn cái nào khác, hôm trước chúng ta học thể sai khiến rồi đúng không? Hôm nay chúng ta chuyển sang dạng bị động nhé. Trước khi vào bài thì các bạn hãy dừng màn hình lại một chút để ôn tập lại cách chia động từ. Ok? Ok. Con xe đã nhé. Pip. Tiếp theo, để luyện tập được mẫu này, nói được trôi chảy thì chúng ta phải luyện tập thật là nhiều thôi. Đúng không? Nó là ra đi rự, 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 ra đi rự. Hôm nay ra đi rự đúng không ạ? Nhiều vào, nhớ chưa? Và ngay sau đây thì chúng mình sẽ đưa ra rất là nhiều mẫu ví dụ. Cái mẫu ngữ pháp này, khi mà bị ai đó làm gì hay được ai đó làm gì thì cái người khen mình hay là người mắng mình thì sẽ dùng trợ từ ní nhá. Chưa có xem trợ từ ní. Đà đê đà đê ní, nà ní nà ní, đà đê rự. Và về cách dịch thì trong tiếng Việt mình cứ khi mà trong trường hợp này chúng ta có thể dịch là bị hoặc là được, vừa là tích cực và tiêu cực đúng không? Thế nhưng mà trong tiếng Nhật thì tất cả đều là ra đi rự nhá. Okay. Và làm thế nào để dịch là bị và được thì tùy vào văn cảnh, tùy vào trường hợp. Ok, và chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một. Ok, chúng ta thực hành luôn nhé thầy nhá. Này Dũng sen se, watashi wa ne, kodomo no toki 90 den ga toreru tabi ni itsumo okasan homerare mashita yo. Hontou desu ka? So, de pa no kao no ni 500 don morai mashita. Pa? So. いいですね。でも私は悪い子だったの。そう皆さん本当に悪い子だった。はい。例えばね、学校で先生にこっちの隅に立ってってよく言われました。そう。また家で母にお母さんによく、叱られたよ。毎日毎日。そう。大変だね。các bạn có hình dung được cuộc hội thoại của mình và thầy Dũng vừa nãy không nha? Mình nói với thầy Dũng là này thầy ơi, ngày xưa nhá, mỗi lần mà em được điểm 9, điểm 10, lúc nào cũng được mẹ khen Homerare mashita. Đây, và mỗi lần như thế thì đều nhận được 500 đồng để đi mua bánh. Bánh mì á? Ừ, bánh mì. Ngày xưa gì nhỉ? Thầy Dũng là một đứa trẻ con rất là gì nhỉ? Hư. Hư đúng không? Warico. Và thì ở trên lớp thì thường bị thầy giáo gì nhỉ? Nói rằng là thằng kia, mày lên xóa bảng đứng cho tao. Ngoài ra ở nhà thì gì nhỉ? Bị mẹ quát đúng không? Thường bị mẹ quát đúng không? Ví dụ shikarareta, shikarareta. Ok. Hay. Một thứ hai. Ví dụ thứ hai, mọi người cùng lắng nghe nhá. Một câu chuyện của thầy Dũng. Đừng đây. Ê, Dũng sen se. Hai, thầy chan. Hai. Konbanwa. Konbanwa. Ano ne? Hai. Kino no ban. Aru onna no ko ni hotelu e tsurete ikareta no. Hotelu?はい、すごい。それで騙されて、はい、全部お金取られた。うわ大変。本当、寂しいから道でブラブラして、で急に車に轢かれたんですよ。嘘。でと病院へ運ばれてですね、病院で医者たちに、腹を切られた。嘘。でも手術されたが、死神に向こうの世界へ連れて行かれたんですよ。本当？じゃあなんでここにいるの？実際はね、私はお化けですよ。ねえ、昨日の夜道でさ、警察に聞かれたよ。それで逃げたよ。それで逃げたよ。逮捕されるところだった。逮捕されるところだった。でその後雨に降られてびしょびしょになったよ。びしょびしょになったよ。 OK、 もう本来どん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 ど
các bạn xem cả clip của thầy Xin đó nhá thì sẽ hiểu ngay thôi. Luyện tập thật là nhiều, thật là nhiều thì sẽ nói trôi chảy mà thôi. Mọi cái chỉ cần luyện tập nhiều thôi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ sang mẫu ngữ pháp thể còn lại, đó là thể bị động sai khiến. Bị động sai khiến đúng không? Về cách chia thì cái clip thứ 8 lần trước là vẫn là xà xê rự đúng không? Bây giờ vừa học xong nó là đà đê rự đúng không? Cộng nó vào là xà xê đà đê rự, tức là bị động sai khiến, tức là gì nhỉ? Bị bắt, nhớ chưa? Trong tiếng Việt thế nhá. Bị bắt ăn cơm, bị bắt ăn rau, bị bắt ăn hành đúng không? Bị bắt hát này, bị bắt uống rượu này, tiếng Việt như thế và tiếng Nhật nó cũng y hệt như vậy. Ghép vào rất là dễ đúng không? Bị và bắt đúng không? Bị bắt. Ok. Nào đó. Hay. Tuy nhiên, các bạn dừng màn hình lại một chút để gì nhỉ? Xem lại cách chia động từ. Nhóm 1 thì có hai cách nói nhá. Cách nói thứ nhất là xa đê rự, dạng ngắn. Chúng ta sẽ thường xuyên chúng ta sẽ nói như thế này, ok? Cách thứ hai vẫn là như vậy. Xe đa đê rự, xe đa đê rự, xe đa đê rự, xe đa đê rự. Tuy nhiên người ta nói ngắn hơn. Xa đê rự, xa đê rự, xa đê rự, xa đê rự. Các bạn nói thật nhiều nhá. Xa đê rự, 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 xa đê rự. Mình cùng chia luôn nhá. Xa đê rự, 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 xa đê rự. Ok. Nhóm 1 sẽ là xa đê rự, ok. Nhóm 2 thì sẽ là xa xê ra đê rự, 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 xa xê ra đê rự. Nói nhiều và nói được thôi, có gì đâu. Rồi, thế thì chúng ta sẽ thực hành luôn với một vài động từ nhá. Ok. Đầu tiên động từ nhóm 1, harau. Harawa sareru. So, isogu. Isoga sareru. Kiku. Kika sareru. Tatsu. Tata sareru. Ok, và động từ nhóm 2. Động từ nhóm 2 là thứ nhất, taberu. Tabe sase rareru. Neru. Nè sase rareru. Ok, nhóm này rất là dễ đúng không? Chỉ việc vemasu, bỏ mask và sase rareru. Nhóm 3, benkyou suru. Benkyou sase rareru. Có gì nhỉ? Kuru. Kuru. Ko sase rareru. Ok, rất là dễ đúng không mọi người? Okay. Chúng ta cứ tìm thật nhiều động từ và tập ở nhà như thế nhá. Về phần sử dụng từ này trong câu như thế nào đúng không? Về mẫu câu chúng ta có mẫu câu là Hito ni nani nani o về sase rareru. Ý hệt như mẫu gì nhỉ? Bị động vào thôi đúng không? Cũng là hito ni nhá chứ. Gì desu ka? Người đó bắt mình làm cái gì đó là ni đúng không? Nhá. Dung sensei. Hai. Kodomo no toki yoku sase rareta koto wa nan desu ka? Takusan arimasu ne. Tatoeba gakko de wa 先生にトイレを掃除させられた。そう。mọi người hiểu câu vừa mình vừa nói nhỉ? Này thầy ơi, hồi còn bé thì thầy hay bị bắt làm gì? Thì thầy có trả lời là ở trường thì thầy hay bị bắt dọn vệ sinh vì là một học sinh hư đúng không? Hay. Mata. Mata wa warui yatsura ni kawasareta. So, rồi lại còn bị bọn học sinh xấu ở trường bắt đi mua kẹo cao su. ゴム。家では食事の後、お父さんに爪楊枝を取り行かされたり、また食器を洗わされたりしました。mọi người có biết từ爪楊枝mà thầy vừa nói nhá? Đó là từ tăm, quê tăm,爪楊枝. Thì thêm một cái nữa là ở nhà thì hay bị cứ sau mỗi lần ăn cơm thế nào cũng bị bố bắt đi lấy tăm đúng không? Và còn làm gì nha? Bắt rửa bát nữa. Khổ quá nha. Con trai phải rửa. Mata juku ni kayowa sareta no wa ichiban iya datta n desu ne. So desu ka ne. Và thêm một cái nữa gì nhỉ? Cái mà chán nhất đó là bị bắt đi học thêm. So nan da. Eigo ya sugaku nado narawa sareta n desu ne. So desu yo. Demo yoku sawotta n desu yo minasan. So. 俺子供の時お母さんに玉ねぎさ、毎日食べさせられたよ。もう毎日食べさせられた。そうなの？そうなの？そうだよ。そうなの？そうだよ。でお父さんにはさ本を読まされたり遅くまで勉強させられたりしたね。そうなの？そうだよ。そうなの？そうだよ。もう。てな、まあこの間ちょっと残念か。Không có gì nó khó khăn cả, chỉ cần luyện tập mà thôi. Mọi người nhớ vừa xem và vừa ghi lại nhá. Hoặc là luyện tập thật nhiều nhá. Học thuộc lại những câu này đem ra chém gió với Nhật á, đúng không? Ngày xưa ta bị thế này thế kia, nói thật là nhiều, thực hành thật là nhiều. Thế nào? Học bài. Giống như
câu chuyện vừa thầy vừa nãy đúng không? Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tới. Bye bye, bye.